Bốn con giáp nữ sinh lý cao, thích của lạ, dễ ngoại tình như cơm bữa, đàn ông phải biết để mà tránh. Họ là những người cả thèm chóng chán, nay yêu người này, mai thương nhớ người khác. Họ không chỉ dành tình cảm cho một người, đôi khi là hai, ba, bốn người cùng một lúc. Khi yêu thì những con giáp nữ này, bạn tuyệt đối đừng chủ quan, buông lỏng để họ có cơ hội tòn tem với những người đàn ông khác. Mặc dù những con giáp này đã có chồng có con, nhưng mà khi gặp những gã đàn ông khác, họ vẫn đem lòng mến mộ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu họ tỏ cái thái độ nghiêm túc và quyết liệt từ chối những cái lời ong bướm của những gã đàn ông kia. Thế nhưng, những nàng này lại là những người rất dễ siêu lòng trước những lời mật ngọt. Họ sẵn sàng phản bội chồng con, sẵn sàng chen chân vào một cái gia đình khác chỉ để thỏa mãn cái ham muốn đi ân ái của mình. Và cánh đàn ông cũng khốn khổ lên bờ xuống ruộng với những chị em phụ nữ thuộc những con giáp nổi tiếng đào hoa này. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, trong cái tử vi đầu số ấy, thì chúng ta cũng biết cái lá số nói về cái tính lẳng lơ, không trung tình ấy, thì chúng ta xem cái vận đào hoa. Đào hoa nó là cái tài tinh, nó là cái nhân duyên ấy. Nếu như cái đào hoa nó vượng ấy, thì sẽ là những người khéo ăn khéo nói, thành công trong sự nghiệp. Nếu những người có dã tâm lớn thì có thể là đạt được mọi thứ như mình mong muốn. Bên cạnh đó, nếu đào hoa mà bị triệt, bị ngộ sát ấy, thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả khôn lường, khiến cho những cái người mang cái bệnh này thường có tính lăng nhăng, bồ bịch. Vậy thì những cái dấu hiệu nào và những người phụ nữ nào, con giáp nào là những con giáp mà dễ có cái đào hoa xấu và dễ ngoại tình, đúng không ạ? Thì chúng ta lại phải xét theo cái đào hoa. Khi xét về đào hoa thì chúng ta có bốn bộ đào hoa, nó sẽ nằm ở bốn vị trí. Đó là gì? Tí, Ngọ, Mão và Dậu, đúng không ạ? Chúng ta có bộ đầu tiên là Thân, Tí, Thìn. Thân, Tí, Thìn thì đào hoa tại Dậu. Họ là những người thực dụng đấy, trong cái chuyện tình yêu. Kiểu gì thì kiểu thì cũng phải có lợi ích trong chuyện gì đó, chứ không bao giờ họ chấp nhận cái tình trạng là một mái nhà tranh hai thái thêm vàng. Đó là những người tuổi Tí. Tiếp theo là đến cái tuổi Hợi, Mão, Mùi thì đào hoa tại Tí. Thì đây là những người hào hoa phong nhã, họ sẵn sàng gì? Họ sẵn sàng là tỏ tình bằng với 1.000 đóa hoa hồng, đúng không ạ? Và có những cái lời tỏ tình lãng mạn đấy. Tiếp theo là Ngộ Dần, Ngọ Tuất thì đào hoa tại Mão. Thì họ là những người chân thành, đa tình, lụy tình đó. Và cuối cùng là những người tuổi Tị Dậu Sửu, đúng không ạ? Tị Dậu Sửu thì đào hoa tại Ngọ. Họ là những người nói chung là sớm nổi tối tàn đấy, nhanh yêu nhưng mà cũng nhanh chán. Thì đó là những người tuổi Tị Dậu Sửu. Vậy thì trong 12 con giáp thì con giáp nữ nào có nhu cầu sinh lý cao, dễ ngoại tình bậc nhất? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, xét về cái tính chất đào hoa như tôi vừa chia sẻ thì sẽ có 4 con giáp cực kỳ là dễ ngoại tình đó. Đầu tiên là những người con giáp dễ ngoại tình nhất, đó chính là những người phụ nữ tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ là những người mà nhanh nhẹn hoạt bát, tính cách thì nổi trội của loài ngựa. Những cái người tuổi Ngọ ưa di chuyển, thích cái sự tự do và không chịu cái việc là phải ngồi yên một chỗ. Họ cũng là những người có khả năng quan sát nhạy bén. Xét về tình yêu đôi lứa thì những người tuổi Ngọ dễ rơi vào cái lưới tình. Họ yêu nhanh và cũng gì có nhiều cái mối tình chóng vánh. Trước khi tìm được một người để chung sống lâu dài thì họ là những người đa tình, có trái tim nhạy cảm, nên một khi yêu ai thì yêu rất mãnh liệt. Lấy được cái người tuổi Ngọ sẽ rất là may mắn, nhưng đi kèm với đó là những cái rủi ro bởi cái tính cả thèm chóng chán là cái nhược điểm lớn nhất của những người tuổi Ngọ. Cái việc duy trì cái tình yêu lâu dài với họ là cái điều khó khăn đó, bởi vì cái trái tim nhạy cảm của họ rất dễ bị xao động bởi những cử chỉ, bởi những hành động thân mật của những người khác giới. Họ cũng là những người mà nhìn cái đời bằng con mắt màu hồng và nuôi cái ảo mộng tình yêu, luôn mơ ước về một tình yêu đích thực, đẹp như cái chuyện cổ tích. Bởi vậy, chỉ cần một chút sao nhãng của đối phương sẽ khiến cho những người tuổi Ngọ cảm thấy trống trải, bị bỏ rơi. Người đàn ông cầm cương được thì phải thật bản lĩnh, nếu không ấy, thì họ rất dễ ngoại tình trong trước mắt. Vậy nên để hóa giải cục diện này ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được gì trợ mệnh hộ thân, giúp hóa giải những xung khắc thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó cũng mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc và giúp gì hạnh phúc gia đình được bền vững hơn.
Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, nó sẽ sử dụng cái cát khí của tam hợp, nó giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hòa hợp các mối quan hệ tình cảm vợ chồng và giúp tăng cường cái vận nhân duyên. Từ đó sẽ giúp cho gia đình hòa hợp, vợ chồng hòa thuận và không còn xảy ra những cái điều xấu nữa. Vòng tam hợp quý nhân cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh nghe vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là con giáp đầu tiên dễ ngoại tình. Con giáp thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Dậu. Tuổi Dậu là con giáp đứng thứ 10 trong cái hệ thống tử vi phương Đông. Những gia chủ nữ mạng tuổi Dậu ấy rất chăm chút cho cái ngoại hình, ưa trưng diện và muốn được chú ý. Và đều là những người phụ nữ chung thủy trong tình yêu, biết chăm lo cho con cái và là người vợ, người mẹ hết sức lý tưởng. Cái điều này càng dễ khiến cho đàn ông siêu lòng, ham mê nhất thời. Do đó, không tránh khỏi cái chuyện là ong bướm theo đuổi, dễ rơi vào cái lưới tình. Trong tình yêu ấy, họ thích được đối phương chiều chuộng, yêu thích cái sự lãng mạn và đặc biệt, thích nghe những lời ngọt ngào. Nếu gặp phải người đàn ông mà quá khô khan, khả năng ngoại tình của họ rất là cao. Đó. Với những người tuổi Dậu ấy, quý vị cần phải đối xử một cách là gì? Hòa nhã và luôn luôn là có những cái đổi mới trong chuyện tình cảm. Và để tránh cái tình trạng là đào hoa xấu, nó ngộ sát, nó ngộ triệt, nó gây ra chuyện ngoại tình, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Ở vòng tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu sẽ sử dụng cái cát khí của linh vật tam hợp, nó sẽ giúp hóa giải những xung sát thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại, và gì bên cạnh đó nó cũng sẽ kích cái vận đào hoa nó được vượng, nó không bị ngộ triệt nữa, từ đó sẽ tránh được cái tình trạng là sớm nắng chiều mưa, sớm nở tối tàn. Đó là phụ nữ tuổi Dậu. Tiếp theo, con giáp thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị là đó là gì? Những người phụ nữ tuổi Thìn. Quý vị thân mến, rồng vừa là linh vật trong cái văn hóa phương Đông, lại vừa là con vật được tạo ra do trí tưởng tượng của con người. Về phương diện tình cảm thì ưu điểm hoàn hảo của phụ nữ tuổi Thìn cũng là nhược điểm chí mạng của họ. Tuổi Thìn sinh ra vốn là những người có tố chất hơn người. Họ khi yêu thì rõ ràng, nghiêm túc, lại cực kỳ bao dung, độ lượng với bạn đời của mình. Nhưng mà tuổi Thìn ấy vốn là những con người thích khám phá. Cái sự cá tính của họ làm bản thân họ luôn muốn đi chinh phục đối phương. Chính vì thế, họ thử những cái mối tình ngoài luồng là cái chuyện không ai đề phòng được. Vậy nên, đối với những người phụ nữ tuổi Thìn ấy, quý vị phải là những người đàn ông cầm cương được. Nếu không ấy, thì sẽ rất dễ xảy ra cái chuyện gia đình tan nát. Và để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình nhà mình ấy, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong tình cảm vợ chồng và tăng cường cái vận đào hoa tốt, tránh cái đào hoa sát, mang lại cái may mắn hạnh phúc trong gia đình. Đó, vòng tam hợp quý nhân cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là người phụ nữ thứ ba. Tiếp theo, tuổi thứ tư mà có dễ ngoại tình đó chính là những người tuổi Hợi. Hợi là con giáp đỏ tình, đỏ cả tài. Không chỉ sự nghiệp được thăng tiến, cái vận đào hoa của những người tuổi Hợi cũng được nở rộ. Trong chuyện tình cảm cá nhân ấy, thì những người tuổi Hợi trung tình nên là rất dễ đến tình trạng là lụy tình. Họ thích đắm chìm trong cái mối suy tư, trong cái nỗi buồn, trong những cái hoài niệm và không muốn chia sẻ nó với ai. Họ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Và khi bị tổn thương thì họ lại nhớ rất lâu. Họ sẽ cất giấu trong lòng rồi thi thoảng gặm nhấm cái nỗi buồn một mình. Chính bởi cái điều này khiến cho những người cầm tinh con heo ấy thường cảm thấy cô độc, lạc lõng trong cái mối quan hệ yêu đương. Mặc dù có thể họ đang nắm giữ cái tình yêu một cách nồng nàn, vì vậy họ rất dễ rơi vào cái tình cảnh là gì? Tình cũ không rủ cũng tới. Chỉ một chút yếu lòng là họ sẽ không giữ được mình. Nếu không tỉnh táo ấy, thì rất có thể những người tuổi Hợi sẽ phải trả giá bằng cả hạnh phúc của mình đang có. Vì vậy, với những người tuổi Hợi ấy, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những cái đào hoa xấu, tăng cường cái đào hoa tốt. Đấy, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong tình cảm
và tăng cường cái may mắn, tăng cường cái hạnh phúc trong cái chuyện yêu đương. Vòng tam hợp quý nhân cũng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân, mang lại may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình trong cuộc sống. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp nữ rất dễ ngoại tình. Đấy. Đây cũng chỉ là một cái thông tin tham khảo, còn để được biết được chính xác hơn thì chúng ta cần phải soi xét kỹ cái la số tử vi, xem cái vận đào hoa nào và nó sẽ đến cái thời điểm nào thì dễ có những cái tình trạng đó xảy ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.